Lần này đúng là khiến tôi nở mày nở mặt. Xem Lãnh Ninh còn dám quên quan trước mặt tôi không. Đúng là cậu có cách. Quả nhiên tôi không mời nhầm người đâu. Để cho họ dạy dò thêm một thời gian. Tôi đã nói một người phụ nữ ở trên thương trường không dễ sống đâu. Giờ những lời qua tiếng lại bên ngoài đủ cho cô ta chịu. Như vậy còn chưa đủ sao? Cái này có hơi quá rồi không? Đây chính là lượng nhỏ phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Đã làm thì phải làm đến cùng. Nhưng cô ta là một phụ nữ, tôi sợ làm vậy ảnh hưởng quá lớn nha, sẽ chết người đó. Sở dĩ cô ta chỉ cần trả lại bản báo cáo, tôi sẽ xem như không có chuyện gì xảy ra. Còn tặng cô ta chút cổ phần, nhưng cô ta lại muốn dùng nó để khống chế tôi. Tôi sẽ để cho cô ta biết Lãnh Ninh không là cái thái gì cả. Ông nói rất đúng, cô ta muốn quá nhiều. Sắp xếp đi, sau khi chỗ đó trống thì nó sẽ là của cậu. Cứ giao tôi. Sao chổi đến rồi? Dân Hạo, để chuẩn bị tài liệu cần dùng cho ngày hôm nay đi. Dân Hạo. Dân Hạo. Được rồi. Biết rồi, Kiều Tổng. Nhanh chóng chuẩn bị. Giỏi lắm. Giờ trong ngành đều đang đồn tin xấu về Lãnh Ninh. Sợ rằng buổi họp hôm nay sau chỗ đó sẽ mượn chuyện này để nói. Hả? Có một chuyện cần nói. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua tạm thời dừng mọi chức trách của Lãnh Tổng, dừng lương giữ chức, văn phòng của Lãnh Tổng tạm thời niêm phong. Cái gì? Lãnh Ninh, tôi dị giải với cô quá dĩ. Nếu không phải để tình, bao nhiêu năm nay cô đã vất vả vì công ty thì tôi đã đưa cô vào tù lâu rồi. Ở đó mà danh giá quên quang trước mặt tôi. Lôi Vũ, tôi không ngờ ông vẫn luôn tính kế tôi. Đây chính là tất cả những gì ông từng bước hứa với tôi sao? Ông đừng quên rằng báo cáo vẫn còn ở trong tay tôi. Cô cảm thấy giờ cô còn quyền đứng đây đàm phán tôi sao? Giờ cô không thể bước vào công ty. Không được làm phó tổng. Vị trí phu nhân tổng giám đốc này còn đang giữ cho cô đó. Tôi muốn ở một mình một lát. Cô đi đi, tôi không yên tâm lắm. Cô ổn không đó? Để tôi. Được, vậy cậu chăm sóc cho kỹ. Dân Hạo, tôi đi trước đây. Bye cô. Không coi được thì biết mặt tôi. Tạm biệt. Cậu là ai? Chị là Lãnh Ninh đó. Để tâm đến đám tiểu nhân đó vậy sao? Chúng lấu cá vậy, chị muốn để họ thấy chuyện cười của chị sao? Vậy tôi phải làm sao chứ? Quay lại làm Lãnh Ninh chân chính. Hãy phấn chấn lại. Tôi phải quay về làm Lãnh Ninh chân chính. Yên tâm đi, có tôi đây rồi. Ôi trời ơi! Cậu là ai vậy? Sao cậu lại ở trên giường tôi? Chị à, sao chị quýnh tôi như vậy? Tối hôm qua khó khăn lắm tôi mới đưa chị về được đó. Sao cậu không mặc quần áo? Chị à, chị thấy sao? Tối qua chị uống rượu nôn khắp người tôi. Tôi không có quần áo thì cho nên tôi... Thật ngại quá, tôi uống say quá. Tôi không nhớ rõ nữa. Ngại quá đi. Chị quýnh tôi đau quá. Cậu không sao chứ? Để tôi xem. Chị à, chị định an ủi tôi sau đây. Tôi chỉ tò mò rốt cuộc mấy năm nay hai người đi đâu chứ? Muốn biết vậy thì phải nghe tôi. Không muốn. Lãnh Ninh, cô cũng đừng nói cậu ấy nữa. Dân Hạo, ban đầu cậu cũng được chúng tôi đó thôi. Cậu đưa tôi về đây làm gì? Tôi đã từ chức rồi, sẽ không quay về đâu. Thiếu gia. Thiếu gia? Cậu là... Thật không ngờ Dân Hạo là thiếu gia nhà họ Dân. May mà bạn báo cáo đó đã bị hủy rồi. Ai mà ngờ được Dân Hạo đó lại là người thừa kế duy nhất của Chủ tịch Dân. Đoạn thời gian này chúng ta phải khiêm tốn. Dạ, chuyện này chúng ta phải lên kế hoạch lâu dài. Cục tức này tôi không nuốt được. Cậu không nhìn thấy dáng vẻ đứng đó trên mặt của cô ta. Hôm nay cô ta nói chuyện với ông, nói chuyện, hai con mắt đó của cô ta có thể kẹp chết cậu. Nhưng tôi thấy Dân Tổng cũng không nói gì cả. Tuy rằng tập đoàn Dân Thị lớn, nhưng mà Lôi Vũ tôi cũng không phải là người ăn chay đâu. Lôi Tổng, Chủ tịch mời ông tới văn phòng ông ta. Lôi Tổng, thật là ngại quá. Lôi Tổng, lâu rồi không gặp. Con đứng nghiêm túc cho ba đi. Thằng nhóc này, con giỏi quá. Con tưởng rằng mình đã mọc đủ lông đủ cánh rồi sao? Dám giấu ba đi làm ở công ty nhà mình, còn dắt theo lãnh phó tổng về đây làm bạn gái của mình sao? Chuyện cô ta toàn bộ người trong ngành đều biết rất rõ. Nếu không phải có chuyện này, con còn định giấu ba bao lâu nữa chứ? Lôi Tổng, ông đừng trách Dân Hạo. Quả thực Lôi Vũ ông ta. Tôi tin tưởng ông ta như vậy. Đồ đứng núi này mà trong núi nọ. Giống dĩ tôi định bỏ cuộc rồi. Là do Tề Khanh và Dân Hạo vẫn luôn cổ vũ cho tôi. Tôi cảm thấy chuyện này nhất định phải có kết quả. Yên tâm đi. Cho dù hai người muốn làm chuyện gì đi nữa, tôi cũng đồng ý. Cảm ơn Dân Tổng. Con cảm ơn ba. Không cần đâu. Ba cũng chỉ vì con trai của chính mình thôi, cũng là vì cháu trai tương lai. Dân Hạo, con ra ngoài trước. Ba muốn nói chuyện một mình với Lãnh Tổng. Cô gái, ngồi xuống đi. Dân Tổng, cảm ơn sự tin tưởng của ông. Tôi nhất định không khiến cho ông thất vọng. Hai người này nói cái gì vậy? Nghe không rõ. Lý do tôi giữ cô lại đây không phải muốn nói những chuyện này với cô. Vậy ý ông là? Cô gái, tôi có những chuyện này muốn làm phiền cô. Dân Tổng, ông cứ nói đi. Tình hình sức khỏe của tôi không phải rất tốt. Tôi hy vọng nói về nhà kế thừa gia sản. Dân Tổng, ông muốn tôi khuyên cậu ấy? Đúng, chuyện này cô phải khuyên nó, có được không? Dân Tổng, Dân Tổng, ông làm sao vậy Dân Tổng? Dân Tổng, ông làm sao vậy? Người đâu? Dân Tổng bị ngất rồi. Ba làm sao vậy? Mau lên. Giám đốc Tùng, rốt cuộc ba tôi bị sao chứ? Thiếu gia, lão gia không muốn khiến cậu lo lắng thì anh nói đi. Ung thư gan giai đoạn cuối rồi. Cái gì? Dân Hạo. Thiếu gia, thiếu gia. Dân Hạo, cậu không sao chứ? Thiếu gia, không sao chứ? Không sao chứ? Không sao chứ? Chuyện từ khi nào rồi? Trước khi cậu tốt nghiệp đã biết rồi. Vậy vì sao tới giờ anh mới nói tôi biết chứ? Vì sao chứ? Thiếu gia, lão gia không muốn khiến cậu lo lắng. Đến giờ tôi mới biết. Tôi không biết gì hết cả. Ba tỉnh rồi. Có chỗ nào không tốt không? Hôm nay ba đã làm cho hai đứa sợ rồi. Sức khỏe của ba. Ba đừng nói bậy mà. Về trình độ y học rất phát triển. Ba yên tâm nha. Sức khỏe của mình ba rõ hơn ai hết. Ba không phải là một người sợ chết. Giờ chuyện ba lo lắng nhất chính là sau khi ba chết, con đó không ai quản. Giờ thì tốt rồi. Có cô ấy, ba cũng đã yên tâm hơn nhiều lần rồi. Ba. Dân Tổng, năng lực của cô tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Tình cảm của Dân Hạo nhà chúng tôi với cô tôi rất rõ ràng. Nhưng mà tôi hiểu rõ con trai của mình nhất. Cho dù rèn luyện cỡ 8 năm, 10 năm cũng không thể giỏi giang hơn người được. Cho nên tôi định giao tập đoàn Dân Thị còn có Dân Hạo lại hết cho cô. Dân Tổng, chuyện này không được đâu. Không được đâu Dân Tổng. Ba, để ba nói hết. Chuyện ba không yên tâm nhất hiện giờ chính là tập đoàn Dân Thị và cả con trai của ba nữa. Chấp nhận với tôi được không? Lãnh Ninh, chị chấp nhận đi. Dân Tổng, tôi có thể đồng ý với ông, nhưng tôi có điều kiện. Ông phải phối hợp điều trị. Dân Hạo, ba muốn nói chuyện riêng với cô Lãnh Ninh. Dạ. Các vị, ba của tôi vì sức khỏe tạm thời không tham gia buổi học ngày hôm nay, cũng cần nghỉ ngơi một thời gian. Tiếp theo đây sẽ với tôi tạm thời thay thế chức vụ chủ tịch. Đương nhiên tôi cũng mời một trợ lý đắc lực tới là anh phó tổng của chúng ta. Cậu muốn tiếp quản chức vị của cha mình, tôi không ý kiến. Nhưng mà người bên cạnh cậu đừng có khiến cho tập đoàn chứng khí mù tịch thêm lần nữa. Ông Lôi Tổng, món nợ của chúng ta sau này rồi tính. Tôi biết thời gian gần đây lời đồn xấu về tôi lan truyền khắp nơi. Lần này tôi về đây chính là vì muốn để cho mọi người biết năng lực của tôi. Được đó, lãnh phó tổng mà tôi biết quay lại rồi. Không phấn chấn lại, làm sao có thể lật đổ được Lôi Vũ? Làm sao vậy? Ai khiến cho lãnh tổng tức giận vậy? Tự cậu nhìn đi. Lại là Lôi Vũ sao? Cái gì? Bọn kế hoạch này không phải chính là bản ban đầu hai chúng ta cùng làm sao? Sao lại được viết với tên ông ta chứ? Đúng là quỷ hút máu, đuổi tôi ra khỏi công ty là dùng bản kế hoạch của chúng ta. Lần này nhất định không được tha cho ông ta. Lãnh Ninh này cứ nhất định phải đối đầu với tôi. Xem ra con nhỏ này định tính sổ với ông. Mơ đi, tôi vẫn có chút quan hệ ở tập đoàn. Lôi Tổng, tôi cảm thấy chuyện này chúng ta đừng vội vàng hành động. Danh tiếng trước đây của Lãnh Ninh ở công ty rất thối nát, giờ chỉ cần trong nội bộ tập đoàn truyền ra chút tiếng gió thì mọi chuyện sẽ vô cùng êm xuôi. Cậu nói vô cùng có lý. Vậy hãy để chúng ta cùng chơi đùa xem thế nào đây. Tề Khanh, cô đi đâu vậy? Tôi mãi không liên hệ được với cô. Được đó Lãnh Ninh, cô đã ôm được cây đại thụ lớn của tập đoàn Dân Thị rồi. Hơn nữa cậu nhóc đó còn là thiếu gia của tập đoàn Dân Thị. Thảo nào ban đầu có khí chất như vậy. Tin tức này cô lại rất nhanh nhạy. Đương nhiên rồi. Đi. Những chuyện này không quan trọng nữa. Giờ cô chuẩn bị có phiền phức lớn rồi. Phiền phức gì? Ban đầu có phải cô đã ký hợp đồng gì đó với Lôi Vũ về thay đổi người đại diện của công ty không? Đúng vậy, có vấn đề gì sao? Tôi đi điều tra rồi, đó chỉ là một công ty má, không có gì hết. Hơn nữa còn tồn tại rất nhiều vấn đề pháp luật. Cái gì chứ? Cô không cần lo quá, chúng ta nhất định sẽ có cách. Tôi thật sự không ngờ Lôi Vũ lại tăng hoa thủ lạc như vậy. Người đại diện gì? Dân Hạo, gần đây có vài chuyện tương đối khó xử lý, cần phải thương lượng với cậu. Có chuyện gì cứ nói đi. Quyền lợi công ty bị ba cậu chia thành 3 phần. Tiêu thụ thuộc Trương tổng quản, hành chính do tôi quản, dự án sản xuất phụ hóa do Lôi tổng quản. Vốn dĩ ba cậu thông qua cậu và Lãnh tổng lực đổ Lôi tổng, nhưng không ngờ lại giúp ông ta mở rộng quyền thế. Có ý gì chứ? Vốn dĩ dự án có sự tham gia của Lôi Vũ, sau đó ông ta đưa thêm người vào. Rốt cuộc người này muốn làm gì? Có thể đuổi việc ông ta được không? Không được. Thứ nhất, giờ tôi chưa có đủ chứng cứ. Thứ hai, giờ có 60% dự án của công ty đều ở trong tay ông ta. Giờ đuổi việc ông ta, vì tập đoàn còn sống nổi hay không? Vậy cứ để mặc ông ta phân chia quyền lợi chúng ta sao? Khẳng định là không thể được. Cứ để cho ông ta nhảy nhót trước. Tôi muốn xem rốt cuộc ông ta có thể giở trò gì. Không sai, muốn khiến người diệt vong phải để người điên cuồng trước. Sao cậu lại đến đây? Muộn vậy rồi sao cậu không nghỉ ngơi? Nghỉ ngơi một chút công ty cũng sẽ không đóng cửa. Đây là công ty của cậu, cậu nên thấy may mắn có một nhân viên cố gắng làm việc như tôi. Là công ty của chúng ta, ban đầu ba tôi đã giao tôi và công ty cho chị rồi. Chị quên rồi sao? Tôi chỉ đồng ý chăm sóc cho công ty của cậu, không đồng ý chăm sóc cậu. Đừng giỡn nha, chị chấp nhận ba tôi rồi, không được đút lời nghe chưa? Gần đây tình hình công ty khá tốt, nghiệp vụ cũng tăng lên từng ngày. Cũng coi như tôi không phụ lòng sự ủy thác của ba cậu. Lãnh Ninh, tôi muốn xem rốt cuộc tập đoàn không thể thiếu ai. Làm sao? Không thích không khí ở đây sao? Không có, chỉ là gần đây mệt quá. Tôi không ảnh hưởng đến mọi người chứ. Không có. Bạn học cũ lâu ngày không gặp, cùng uống một ly ha. Nếu không chúng ta chơi trò chơi đi. Cô chơi 15, 20 hay là chơi xúc xắc? Chơi cái gì đơn giản thôi, kéo búa bao thì sao hả? Được. Nào, cô thua rồi. Uống rượu đi. Một lần nữa. Kéo búa bao ra nào. Lại thua rồi. Kéo búa bao ra nào. Mọi người chọn nói thật lòng hay là mạo hiểm nào? Chọn mạo hiểm. Vậy thì uống rượu giao bôi đi. Rượu giao bôi. Sao vậy? Bắt nạt Lãnh Ninh nhà chúng tôi không có ai sao? Sao cậu lại đến đây? Không yên tâm, bận xong liền đến đây giúp chị. Không cần đến cậu. Vừa rồi có phải hai người định uống rượu giao bôi không? Làm sao? Rượu giao bôi đúng không? Mọi người chỉ vui đùa mà thôi. Như vậy đi, tối nay tôi sẽ thanh toán hết chỗ này. Giám đốc Tùng, thiếu gia, tôi sẽ chuẩn bị 10 bình anh đào đen A ngay đưa đến cho cậu. Mọi người cứ ăn chơi thoải mái đi. Đúng rồi, rượu giao bôi đúng không? Con người tôi không thích nợ. Nào, tôi uống thay ha. Vậy chúng ta cứ uống luôn đi. Nào, uống đi. Nào, uống đi. Hai người đừng đùa nữa. Nào, 29. Sao cô lại đến đây? Sao tôi lại đến làm tài xế cho cô? Cậu ấy sao vậy? Đều là trẻ con muốn thắng thua. Sao cậu lại uống nhiều như vậy hả? Đừng đi. Uống tiếp đi. Không thắng được tôi đâu. Đúng. Đều không thắng được cậu. Bao gồm cả lớp trưởng gì đó. Đều không được. Được. Cậu uống nhiều nhất. Tôi nói cho chị biết nha. Nhìn đi nhìn lại vẫn là Lãnh Ninh xinh đẹp nhất trên đời này. Cậu là heo hả? Uống nhiều như vậy. Đi thôi. Không uống được rượu mà cậu uống nhiều như vậy. Ai nói tôi không được uống rượu chứ? Cậu uống được, cậu uống giỏi nhất. Chị à, tôi thích chị. Cậu uống nhiều rồi, mau đi ngủ đi. Chị đừng đi mà. Tỉnh rồi à? Có đau đầu không? Sao tôi lại ở đây chứ? Cảm ơn chị hôm qua đưa tôi về ha. Tôi có cần dùng thân báo đáp không? Hai người có thể nói chuyện được không? Đã nhìn nhau hơn 10 phút rồi. Đừng nói chuyện vội. Tôi nhìn thấy một thứ khác từ trong mắt bạn trai nhỏ của tôi. Chị đột nhiên thay đổi nhanh quá, tôi không thích ứng kịp. Vậy cậu thích tôi thế nào đây? Hay là dịu dàng một chút đi. Không sao, như vậy cũng tốt, tôi rất thích nha. Cảm giác này khiến tôi nhớ lại khoảng thời gian trước đây. Lãnh Phó Tổng, đừng bận rộn nữa, tìm người giúp cũng không kịp nữa rồi. Lãnh Phó Tổng. Hả? Lôi Tổng nói cái gì chứ? Đã đến giờ rồi, bắt đầu đi. Mọi người hãy nhìn báo cáo ở trong tay mình. Dự toán nếu như dự án này thành công, có thể đem lại cho công ty chúng ta 30% lợi nhuận. Mọi người tạm dừng lại. Tôi có vài lời muốn nói với Lãnh Phó Tổng. Dự án này đúng thật không tồi. Nhưng trước đó không lâu, tôi từng nhìn thấy một thứ giống hệt như vậy. Cho nên lãnh phó tổng, cô có lời gì cần nói hay không? Đây là tác phẩm do lãnh phó tổng đại diện với đội sao? Cái thứ rễ rách gì đây? Ăn trộm ý tưởng của người khác. Nói thiệt nha, tôi thấy cô... Xin lỗi nha, tôi đến muộn rồi. Lôi tổng, tôi đến nói với ông thay cho lãnh phó tổng. Bản kế hoạch này là nguyên tá của tôi, đã được đăng ký bản quyền từ lâu rồi. Điều này không cần đích thân tôi phải chứng minh với ông nhỉ? Cậu ấy lại đứng trước mặt mình một lần nữa. Lãnh tổng, đây là hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà lãnh tổng kia cô ký. Lãnh tổng, tất cả đã chuẩn bị xong rồi. Bên Lôi Vũ quả nhiên đã xuất hiện vấn đề. Chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng tôi cũng chuẩn bị xong rồi. Như vậy, tôi lấy tài liệu ra. Để sau khi ông ta đưa con dấu đại diện của ông ta ra, chúng ta sẽ đóng dấu. Yên tâm đi, chuyện này cứ giao cho chúng tôi. Lần này nhất định sẽ đòi lại cả gốc lẫn lãi. Lôi Vũ, lần này ông chết chắc rồi. Lôi tổng, không ổn rồi. Thì dự án chúng ta bị cắt rồi. Gì cơ? Hình như chúng ta bị Lãnh Ninh phát hiện rồi. Giảm cắt tiền đầu tư dự án của tôi sao? Khiến tôi phải mất mặt với toàn bộ mọi người. Lôi tổng, hay là như vậy đi. Tôi có một văn phòng tài chính là người quen. Hay là chúng ta vay trước một khoản, đợi sau khi có tiền đầu tư chúng ta trả lại sau. Tào lao quá. Đó là cái gì chứ? Vay nặng lãi đó. Lại đây lãi, cậu muốn chết sao? Nếu vay nặng lãi, tôi và cậu sống không yên đâu. Nhưng mà chúng ta hết cách rồi. Tôi sẽ không để cô thành công đâu. Chuyện vay tiền, mau chóng đi làm đi. Nhớ kỹ, làm kín kẽ một chút, đừng để người khác biết nha. Vâng. Giám đốc Tùng, anh đi lấy bản kế hoạch nửa cuối năm ở chỗ ông ta về đây. Dạ, tôi làm liền. Lãnh tổng, cắn câu rồi. Bọn Kiều Vũ ký tên rồi. Thật sao? Rất tốt. Cô cẩn thận một chút, đừng để chúng phát hiện đây là cái bẫy. Lãnh tổng, Lôi Vũ không hề có trong văn phòng. Bản kế hoạch cũng không thấy. Cái gì? Lãnh phó tổng, đây là bản kế hoạch nửa cuối năm của công ty. Nội dung và thời gian dự tính cụ thể đều ở bên trong hết rồi. Không có vấn đề gì. Những chuyện khác bên phía ông làm là được. Hợp đồng không vấn đề gì, nhưng mà gần đây trả tiền càng ngày càng chậm. Vậy sao? Đúng. 1-2 ngày mà thôi, không cần để trong lòng đâu. Đi đi. Lôi tổng, đừng đau lòng nữa. Tôi ở cùng ông. Lôi tổng, tìm tôi có chuyện gì chứ? Cô ra ngoài trước đi. Lôi tổng, cô Mỹ Kha sao lại ở đây chứ? Cái này cậu không cần hỏi. Không biết vì sao mấy ngày nay luôn cảm thấy không yên lòng. Không xảy ra chuyện gì chứ? Không có. Con nhỏ đó không đấu lại chúng ta. Vậy thì tốt. Lôi tổng, tiền đầu tư của chúng ta lại chậm 2 ngày rồi. Tìm tôi là được rồi. Đừng phiền Lôi tổng. Có chuyện gì mà tôi không biết sao? Không có, chỉ là gần đây bên tài chính chuyển tiền có hơi chậm. Đúng vậy, hình như bọn họ biết tình hình tài chính của chúng ta. Tôi cảm thấy chuyện này không đúng lắm. Bắt đầu đi. Lãnh tổng, tình huống không ổn rồi. Hình như Lôi Vũ đã phát giác ra. Lôi Vũ, hay lắm. Đừng qua đây. Tôi nói, cô không đấu lại được tôi đâu. Lôi Vũ thật khốn nạn. Vị trí phu nhân tổng giám đốc của tôi, chỉ cần cô muốn thì tôi có thể bố thí cho cô. Lãnh Ninh, ngày tốt lành của cô đã kết thúc rồi. Tôi muốn đoạt lại tất cả mọi thứ mà tôi đã mất. Ly này dùng để chúc mừng chúng ta đã thắng Lãnh Ninh một lần. Kiều Vũ, cậu cao tay đó. Lần này cậu có công lớn đó. Cẩn thận là đúng. Đừng để bị phụ nữ dắt mũi đi. Lôi tổng, tôi sao cũng không còn cách nào. Ông đừng trách tôi. Cậu muốn gì chứ? Cậu tính kế đến cả chỗ tôi sao? Đây là do vậy tôi. Lượng nhỏ phi quân tử, vô độc bất trượng phu. Chuyện gì cũng phải làm tới cùng, nếu không hậu hoạn vô cùng. Lôi tổng, ông đừng tức giận, ảnh hưởng đến sức khỏe thì không tốt đâu. Huống hồ tôi chỉ lấy phần mà mình nên lấy thôi. Được lắm, cậu đủ ác. Không phải chỉ 20% thôi sao? Vậy thì cảm ơn Lôi tổng. Gần đây cổ phiếu của công ty tụt dốc rất nhanh. Tôi nghi ngờ có người tiết lộ cơ mật. Đến lúc này rồi, cô còn thản nhiên vậy sao? Không làm chuyện sai trái, không sợ quỷ gõ cửa. Được, vậy tôi muốn coi thử cô còn có thể cứng miệng đến bao giờ đây. Các vị hãy đọc báo cáo trước mặt mình xem. Cô lãnh vì lợi cá nhân, mặc kệ sự an nguy của công ty, bán bí mật công ty, dẫn đến công ty xuất hiện nguy cơ. Tôi không có chứng cứ đầy đủ. Cô muốn chối cãi sao? Một đám người không mắt nhìn, đúng là đồ đần độn. Người bán cơ mật công ty là Tề Khanh, không phải Lãnh Ninh. Nhưng mà cho cán người, chủ nhân cũng không thoát được trách nhiệm. Tôi nói không có là không có. Xảy ra chuyện Dân Hạo tôi phụ trách. Lôi Vũ, lâu rồi không gặp, sao không làm người nữa? Cô nói đi. Ông đối xử với tôi thế nào cũng được, nhưng ông không nên động vào người bên cạnh tôi. Lãnh Ninh, cô cảm thấy cô vẫn có quyền đứng nói chuyện trước mặt tôi sao? Lôi Vũ, ông có còn nhớ cái này không? Mấy hạng mục gần đây cậu làm rất tốt, là do Lôi tổng sáng suốt. Giờ tôi sẽ đưa nó đi công chứng, rồi đi giành dự án về. Cậu làm việc tôi yên tâm. Giờ tôi không có tư cách nói chuyện với ông. Lôi Vũ, kịch hay gì mới bắt đầu thôi. Tôi đợi ngày ông quỳ xuống đất cầu xin tôi. Lôi Vũ dùng món nợ của ba tôi để uy hiếp tôi. Tôi không làm, ông ta sẽ bắt cả nhà tôi trả tiền. Bà nội của tôi đã cao tuổi lắm rồi. Lãnh Ninh, tôi thật sự không muốn làm chuyện này đâu mà. Là do bọn họ ép tôi. Cô đừng nhìn tôi nữa, tôi đã nhận lỗi rồi. Tôi đảm bảo sau này tôi sẽ không làm chuyện này nữa. Dù ai đe dọa tôi cũng sẽ không làm. Được rồi, tôi biết. Từ đầu đến cuối cô luôn đứng về phía tôi, an ủi tôi, cổ vũ cho tôi. Tôi biết. Từ đầu đến cuối cô luôn đứng về phía tôi, an ủi tôi, cổ vũ cho tôi. Tôi tin tưởng cô. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của cô. Tề Khanh, có phải là tôi quá ngốc rồi không? Cô đã nói Lôi Vũ không phải là thứ tốt lành từ lâu rồi. Tôi không tin là mình phải chịu thiệt thòi như vậy. Không sao đâu, giờ cô tỉnh ngộ cũng không muộn. Cô phải tin tưởng bản thân mình. Chúng ta nhất định có thể đông sơn tái khởi. Chăm chỉ làm việc thì có tác dụng gì chứ? Lôi Vũ ông ta không hề có ý định buông tha cho tôi. Nhưng mà cô có kinh nghiệm phong phú trong ngành này, có rất nhiều người muốn mời cô làm việc. Cô nhất định phải tin tưởng bản thân. Nào. Được. Lãnh Ninh tôi nhất định sẽ đông sơn tái khởi. Cạn ly. Cuối cùng mọi chuyện cũng kết thúc rồi. Tôi làm xong hết rồi. Lãnh phó tổng điên cơm không? Trời ơi, Tề Khanh, cậu xin hai người tha cho tôi đi. Mạng của người độc thân cũng là mạng. Bỏ đi, tôi nên đi thì hơn. Tôi phải đi xem Lôi Vũ muốn làm gì. Tề Khanh, tiền lương tháng sau tăng gấp đôi. Cố lên nha. Ông chủ Dạng Tuế, tôi đây chúc cho hai người kết thành lương duyên. Tạm biệt. Giờ tôi sẽ tuyên bố tạm dừng mọi chức vụ của Lôi Vũ. Hay. 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 Alo, Triệu tổng. Cái gì? Quỹ hợp đồng. Đừng. Chúng ta có gì từ từ nói đi. Alo, Triệu tổng, alo. Alo, giám đốc Dương, gần đây sao rồi? Lôi tổng, những đối tác của chúng ta đang đòi rút vốn. Lãnh Ninh, Người phụ nữ khốn nạn này ở ta muốn ép tôi chết. Bây giờ chúng ta phải làm sao đây? Làm sao hả? Tôi không biết. Bọn họ chỉ biết đòi tiền, đều chỉ đòi tiền. Cậu muốn tiền đúng không? Tôi có. Tôi không thiếu tiền. Lôi tổng, bình tĩnh lại. Tôi có rất nhiều tiền. Đều chỉ đòi tiền. Lôi tổng, Lãnh Ninh, cô hãy hưởng thụ thêm vài ngày tươi đẹp nữa đi. Lôi Vũ, ông đây chờ lâu lắm rồi. Bao giờ thì trả tiền đây? Cho tôi thêm vài ngày nữa đi. Ông đây không có thời gian chơi với ông nha. Hoặc là ký tên điểm chỉ, hoặc là trả tiền. Phần trăm lãi này cao quá rồi. Được, tôi ký. Vậy mới đúng chứ. Đi. Lôi tổng, ông không sao chứ? Giờ đây chúng ta không còn gì cả. Không còn gì cả. Lôi tổng, ông không sao chứ? Giờ đây chúng ta không còn gì cả. Không còn gì cả. Còn nhớ ban đầu ông dạy tôi, tâm không ngoan, thủ không lạc, sẽ không giành được thiên hạ. Lãnh Ninh, cô đừng trách tôi nha. Bắt đầu đi. Thắng bại ở một lần này. Lãnh Ninh, tôi nhất định sẽ khiến cô nếm thử mùi vị sống không bằng chết. Tôi sẽ báo cảnh sát. Đây là do cô ép tôi. Bây giờ tôi không sợ chết. Cô sợ gì cô sao? Lôi Vũ, ông sẽ hối hận. Tôi đã hối hận rồi. Tôi hối hận không đưa cô vào địa ngục sớm hơn. Lôi Vũ, ông muốn làm cái gì? Con nhớ lần trước không? Cho nên tên biến thái ngày đó chính là ông. Đương nhiên là tôi rồi. Nếu không phải thằng nhóc Dân Hạo đó đột nhiên xuất hiện, tôi phải chờ đến ngày hôm nay sao? Lôi Vũ, ông bình tĩnh lại đi. Ông đang phạm tội đó. Bây giờ tôi không còn gì cả. Con sợ thằng đó sao? Lãnh Ninh, đến lúc này rồi, cô vẫn còn ngây thơ vậy sao? Đừng mà. Trong mắt Dân Hạo đó chỉ là cứu. Làm cái gì? Ông ra đây. Cô cứ chờ đó. Cứu giới. Các người làm việc kiểu gì đó hả? Một người còn sống sờ sờ mà không tìm thấy. Đi tìm ngay. Tôi tìm thấy rồi. Hôm qua Lãnh tổng đến nhà xe, sau đó chưa từng đi ra. Theo ghi chép dưới nhà xe, có một chiếc xe rất đáng nghi. Là xe Lôi Vũ sao? Không, là xe Kiều Vũ. Có người nhìn thấy Lôi Vũ cũng đang trên xe. Đi, nghĩ cách gọi điện cho Lễ Tân, gọi Lôi Vũ và Kiều Vũ ra ngoài. Lãnh Ninh, Dân Hạo, chị không sao chứ? Đi chết đi. Lãnh Ninh đừng sợ, tôi đến cứu cô đây. Tề Khanh, đi mau. Thiếu gia, cứ giao tôi. Anh vất vả rồi. Yên tâm đi, cứ giao tôi. Lần này Lôi Vũ chết chắc rồi. Giám đốc Tùng, hôm nay tôi ổn chứ? Không vấn đề thiếu gia. Hôm nay cậu đẹp trai lắm. Lãnh tổng nhất định đồng ý. Anh nghĩ là được không? Có lẽ. Cái gì mà có lẽ chứ? Bỏ từ lẽ đi. Thiếu gia không ổn rồi. Cô Lãnh và Tề Khanh biến mất rồi. Không liên hệ được. Cái gì? Rốt cuộc hai người đi đâu chứ? Chuyện này không thể trách Lãnh Ninh. Để tôi nói đi. Cậu còn nhớ ban đầu Dân tổng kêu tôi ở lại không? Hôm nay đã làm cho hai đứa sợ lắm phải không? Dân tổng, sức khỏe của ba. Ba, về trình độ y học phát triển, ba yên tâm đi. Ba hiểu rõ sức khỏe bản thân hơn ai hết. Ba không phải là một người sợ chết. Điều chuyện lo lắng nhất chính là sau khi ba chết, là con đó không còn ai quản lý. Bây giờ thì tốt rồi, có cô Lãnh ở đây thì ba cũng yên tâm rồi. Ba, năng lực của cô tôi đã nghe nói từ lâu rồi. Tình cảm của Dân Hạo nhà chúng tôi với cô tôi rất hiểu rõ. Nhưng mà tôi hiểu rất rõ con trai mình. Khả năng quản lý của nó, cho dù rèn luyện cả 8 năm, 10 năm, cũng không thể giỏi giang hơn người được. Cho nên tôi định giao tập đoàn Dân Thị còn có Dân Hạo lại hết cho cô giải quyết nó. Chuyện này không được đâu, không được đâu Dân Tổng. Ba, Dân Hạo, để ba nói cho hết nào. Chuyện ba không yên tâm nhất hiện giờ chính là tập đoàn Dân Thị và cả con trai của ba nữa đó. Cô Lãnh có chấp nhận lời tôi nói không? Cô Lãnh chấp nhận đi. Lãnh Ninh. Dân Tổng, tôi có thể đồng ý với ông, nhưng tôi có điều kiện. Cô nói đi. Ông phải phối hợp điều trị Dân Hạo. Bà muốn nói chuyện riêng với cô Lãnh Ninh đây. Con ra ngoài đi. Dạ. Ngoài những chuyện này ra, tôi hy vọng cô làm giúp tôi một chuyện cuối cùng. Dân Hạo nhà chúng tôi là con một, còn tôi chính là một người cha. Tôi cũng hy vọng nó sẽ thừa kế tập đoàn Dân Thị, nhưng mà tôi muốn khảo nghiệm nó thêm lần nữa. Nếu như thật sự không được, sẽ ủy thác cho cô. Ông đã nghĩ ra cách gì rồi sao? Dù sao cô cũng là con dâu của tôi. Cái này cũng không tính là để lại cho người ngoài. Sau khi giải quyết xong chuyện của Lôi Vũ, tôi nghĩ có lẽ thằng nhóc này nhất định sẽ cầu hôn với cô. Nhưng mà tôi hy vọng cô có thể dẫn theo Tề Khanh ra nước ngoài vài năm. Tôi muốn thử giao tập đoàn Dân Thị cho nó. Chuyện này cô cứ yên tâm nha. Tôi đã sắp xếp xong rồi. Trong vòng 3 năm, tập đoàn sẽ không sụp đổ đâu. Chuyện này xem như rèn luyện nó. Trong khoảng thời gian này, hai người không được liên hệ với nó nha. Chờ hết 3 năm, cô có thể về nước nhìn xem nó thế nào. Nếu như thực sự không được, tôi sẽ giao lại tập đoàn cho cô. Đây xem như là di nguyện cuối cùng của một người làm ba như tôi. Dân Tổng, tôi hiểu rồi. Ông già đó coi mình là Gia Cát Lượng thật sao? Hai người tốn hết tâm tư lừa tôi 3 năm, có phải nên bồi thường cho tôi tử tế không? Lãnh Ninh, hiện giờ em có đồng ý gả cho anh không? Wow, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý đi, đồng ý. Tôi đã nói thiếu gia nhà chúng tôi là người đẹp trai nhất rồi. Ban đầu anh cũng nói vậy. Lãnh Ninh nhà chúng tôi không xinh đẹp sao? Xinh đẹp, đẹp trai và xinh gái. Dân Hạo, trời ơi, còn bạn như vậy đúng là xinh đẹp quá. Tôi cảm thấy thiếu gia nhà chúng tôi không xứng với cô Lãnh. Hôm nay em thật xinh đẹp. Hôm nay là ngày chụp ảnh kỷ niệm của hai người. Một tuần nữa là ngày tổ chức lễ cưới, cho nên không được gặp nhau. Quy tắc gì đó, tôi không rời xa Lãnh Ninh được. Vậy thì không được. Phá hoại quy tắc thì sau này hôn nhân không thuận lợi. Vậy thì không gặp nữa. Nè. Không được, tôi phải nghe vợ tôi. Trời ơi, nổi hết da gà lên rồi.